thấy chúng ta cứ xào đến lúc chín ăn được cái rau là ngon nhá. Xin chào các bác, hôm nay tôi có một miếng thịt trâu đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất đỏ đúng không? Với cái thịt trâu này thì tôi sẽ làm một cái món là trâu xào rau muống. Để mà thực hiện được cái món này thì chúng ta sẽ cần một ít thịt trâu này, hoặc một ít tỏi. Các bạn cho càng nhiều tỏi để thơm nhé, để các chúng ta ướp đấy, và đặc biệt là rau muống. Đây, tôi có một ít rau muống. Đấy, các bạn cứ cần tầm cỡ khoảng lên 3 đến 400 rau muống.
100 gram ấy nhá, tùy theo cái khẩu phần của mình. Đấy, đây của tôi đây. Đấy. Rất non đúng không? Đây, chúng ta sẽ cần đến tỏi nha. Tôi sẽ cho thêm một ít nước mắm này. Ít mì chính này. Này các bạn ướp trong khoảng tầm 15 phút nha. Này các bạn xào nửa càng to càng ngon nhé.
trên đảo này. Đảo sao cho nó chín vừa thôi, nhưng ăn nó lại dai. Đây chúng ta cứ xào đến chín ăn được cái rau là ngon nhé.
vậy là món châu sáu rau muống của tôi là đến đây là đã xong. Các bạn thấy thế nào? Tôi ăn thử nhá. Đấy, các bạn thấy thấy chưa? Đấy. Các bạn nhìn này. Rất chín. Toàn thử nhá. Cái này ăn rất tuyệt vời các bạn. Rồi. Cái này các bạn ăn mà uống rượu này. Còn uống bia thì cũng cũng được. Tôi rất thích hay uống bia. Món này nói chung là tuyệt vời ạ. Các bạn ăn thử xem. Các bạn làm thử và ăn xem thế như thế nào luôn nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn xem nhớ nhấn like video và chia sẻ giùm mình nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé.